Đúng rồi luôn đó, đúng rồi luôn đó, Khang xác nhận mà. Đúng chữ này không? Đấy phải này. Ô, tại vì mẹ đâu có vô lớp con mà mẹ biết. Ờ, phải con mẹ mới hỏi con. Của Khang kìa. Ủa con không đốt kèm biết hả? Em không.